Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình cùng ba thành viên mới khác khám phá và quẩy tăng cái khu vực đảo quân sự này nhá. Rồi lại có thằng chưa vào được kìa. Chị ơi, ơi. Chị á. À chị ạ, em chị đáp xuống người tranh thủ lượm đồ các bạn ơi, cùng tí để cho xuống là bắn cho bể mông luôn. Anh định nói hay mình về lượm xem nào hay sao xem nào, có nhiều đồ quá, có đồng đồ mình chạy đâu hết rồi. Anh rồi mình chạy vòng sang nhà kho này xem, nhặt thêm cái ba lô này. Ít máu lắm, hiện tại giờ mình mới nhập cái khẩu pha mát rồi. Rồi, máu rồi rồi. Máu nha. Nên là bắn M40 không ta? Sang đây rồi. Đây, anh đây. Đây, bên này này. Chuyển giáp 2 cho anh. Đây. Kìa anh cũng được cấp 3 rồi. Cái ơi. Khi mà anh em đi bắn đồng đội với nhau thì phải đi sát nhau. Đấy, sau khi nút đồ xong thì phải đi cùng nhau, chứ nếu mà chúng ta đi nẻ hoặc là riêng biệt là dễ bị chết sớm lắm. Tại vì không thể cover được các hướng. Này bắn đạn 2 này. Luyện kim đen, luyện kim đen cho tôi, luyện kim đen cho tôi phòng ngủ mà miền gái ơi, anh chị em rồi, em tự ý cố gắng nút thêm một ít máu đó, khi mà gặp sự cố mình còn tiếp tục để tiếp viện cho đồng đội. Ha chả, có tiếng súng ở đâu bắn gắt quá ta. Nè, sử dụng những hình mất tên. Ai cần sử dụng họ, sử dụng nền họ ở ta. Anh năng lượng không? Cái em bị sử dụng. Cái tại anh ta, cái lấy máu không? Ta tại á, lấy máu không? Chân ta lấy tại á, ta. Thì bây giờ anh lại cho thêm đi. Vũ khí súng ống thì mình là cũng tương đối ổn rồi, mình kiếm một cái ba lô nữa là ổn rồi. Có một xác hỏng xác đây rồi, không có đồ gì tí đâu. Thầy thầy liền chưa nút được đồ gì đã chết rồi. Thầy tiếp tục theo đồng đội rồi. Có gì mà không biết à? Hết chà, có thanh niên trên đồi. Em chú ý nha, có thanh niên trên đồi kìa. Đó. Chết rồi, mệt quá. Được cái anh em cover hơi bị nhanh luôn. Đó. Hạ thêm một đối thủ thứ hai rồi. Bo còn khoảng hơn 1 phút nữa mới thu. Đấy, thì nhà tranh thủ ăn đấm để hồi máu cho nhanh. Ô, phía trước có một cái tăng giáp này. Ồ. Mình tăng giáp là ngay cái level 3. Anh em chú ý là những khu vực mà có đồng đỏ này là thường hay bom rơi. Đấy, bom rơi đạn nạc. À, vẫn có tiếng súng gắt quá. Mình chạy vòng ra phía sau này. Cầu vào cho anh em xem nào. À, anh em đã tiêu diệt xong rồi.
toàn chải lông mũi. Mấy anh em cùng nhau cắp treo này mà bị họ có vợ thì thốn lắm này. Chỉ có con keo nào cũng không đỡ được nữa. Họ bắn trong quá trình mình đua xa này rất nguy hiểm. Hai cha, một đồng đội đã bị thương rồi, tranh thủ nên trợ giúp rồi. Kêu rồi. Đây, bạn yên tâm, nó của mình đến rồi. Cứu bạn ngay bây giờ đây. Cuộc này bắn gắt quá đây. Đứng lên đây. Bảo không biết cứu rồi, chứ. Cái ơi, có máu không? Đây có máu cho mình, cho anh xin bình này. Cho anh xin bình, nhanh. Rồi, cảm ơn nha. Thôi anh lấy 2 bình nhanh rồi. Anh em ơi, đó. Tính rồi. Nhằm mình ra đút tính xem có đồ gì xịn xò không nào. Kiếm cái khẩu AVKP tốt. Chết rồi, chạy ngay vào vùng ôm dưới này. Phần trước ông chạy thoát khỏi vùng đó vào căn nhà phía trước kia tránh mặt đó. Vùng bom rơi cái là chết ngay. Nào vô đây đi. Đi lên giờ đập chết đây. Đứng im, đi đâu ơi? Nhặt thắm cái này. Kêu ơi, ngồi xuống đi. Vào đi. Có anh Phương này. Anh Phương. Có cái... Nhanh. Rồi mình lại bị thương rồi. À, phía trước là bắn nhát quá đây. Rồi, nó gốc cây này, phía trước mặt đấy, À, không một tên thôi. Thôi đừng chạy xuống nó bắn chết rồi. Chết máu đã. Chờ mình tí. Kìa, phía trước mặt. Thôi rồi, lại xong người thứ hai. Ai mà bắn thì gắt thế nhỉ? Ôi thôi, nhìn lại đến được mình rồi. Còn đội kia đâu rồi? Ôi, nhìn xe xa phía mấy trăm mét này, tiếng sau kịp. Đồ của mình mất thiệt hại ma mạng rồi. Tiền quá. Chuẩn
đi thu lần thứ hai khoảng độ 30 giây nữa thôi. Thì trên bản đồ hôm nay là cả đồng đội của mình là phần 12 người tất cả. Và chiến đấu rất là khó khăn, trong khi đó có 4 người thì chết hết 3 người rồi. Ôi mà nó ấm ấm. Nó để nó nguội nước thì trời khi muối là đồ mình đang vào bo vực bo này an toàn rồi. Trên bản đồ hiện tại là còn 6 người nữa tất cả, vậy là còn 2 team nữa. Đấy. Tính cả đồng đội mình là còn 2 team nữa. Bo thì còn hơn phút nữa bắt đầu bo tiếp rồi. Vậy là bo cuối cùng đã thu về khu vực phía đèo đá rồi. Đồng đội mình đang đi xe để qua khu vực này. Hiện tại trên bản đồ là chính cả đồng đội mình là còn 4 người, vậy là mình đoán là còn nguyên một team nguyên nữa. Là trận đấu rất là khó khăn. Đây nè, có địch, đi trước, có địch. Ok rồi. Thành viên đã từ trên đồi chạy xuống rồi.
Vậy là xin bản đồ là còn 4 người, vậy là đồng đội mình phải đấu một chọi ba bạn bên địch rồi. Nào, tình huống ngay cấn này. Ôi, mất máu liên tục. Nào, phía trước, phía trước, phía trước. Phía trước, đấy. Hạ được một bạn thôi, may quá. Ôi trời ơi, toi rồi. Nhưng là một đấu ba thì không thể lại được các bạn ạ. Vậy là đồng mình đã giành top 2. Nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, ủng hộ mình hôm nay sẽ ra chia sẻ kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.